Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chơi Miền Tây Học Hỏi Và Sáng Tạo nha. Thì mình hôm nay cũng chia sẻ cho các anh em mà mới vào ngày mình lắp những cái cửa nha, cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây mình lắp khung cửa là của nhôm. Đó, đây là lắp cái khung bao. Thì thường thường thì những cái vách tường mà khi người các anh em thợ xây thì sẽ gắn cái khung bao vô luôn. Thì mình ở đây thì mình sẽ làm ngược lại nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái khung bao nhôm này nó rất là ăn hộ nha, thì nữa nó có rãnh ở trong. Như đa số là những chủ nhà người ta, chủ gia người ta đó, người ta nói là gắn như sao như vậy là không có chắc, nó sẽ xước ra. Nhưng mà mình làm rất là lâu, kinh nghiệm mình đã biết là cái những cái khung nhôm như vậy thì nó có những cái lợi ở trong, mình gắn vô rồi nó khó mà xuất ra được, chứ không phải như là khung bao mà vê là khung bao sắt. Khung bao sắt thì các anh em phải xây và có râu gắn vô thì nó mới dính được cái khung bao vê. Còn đây là khung bao nhôm thì mình ở đây mình cũng giải thích cho những anh cô chú anh chị và các bạn được biết luôn. Thì mình gắn cái khung nhôm sau này thì nó sẽ rất là nó chuẩn và nó sẽ sạch sẽ, không có bị là hồ cháo như các thứ mình băng keo dán vô á, để bảo vệ nhôm lâu ngày nó bung ra thì hồ nó sẽ dính vô, nó cũng dễ vô bình thường. Nên cái kinh nghiệm của mình thì đa số là mình gắn cái khung bao cửa hoặc là cái khung cửa nhôm, thì cửa sổ thì mình gắn sao hết toàn bộ. Thì có những anh em thì không hiểu về cái khung bao này thì mình cũng giải thích luôn. Cái khung bao này thì nó hệ 1000, lúc nào ở trong nó cũng có cái lợi, cái rãnh ở trong, không cần bấm râu gì thêm nữa, bảo đảm là các anh em gắn khi gắn xong thì mình phang mình bắt bản lề vô bình thường, không bị dợp mà không bị xước ra đó. Thì mình lúc trước mình cũng nghĩ là nhôm thì nó không dính hồ đó. Thì nếu mà nhôm không dính hồ, những cái thước nhôm mình gạt hồ rồi để 2-3 ngày sau cạo cũng gần chết. Thì hôm nay mình tự đó mình kinh nghiệm của mình mới biết là những cái nhôm này nó vẫn ăn hồ bình thường nha. Nhưng mà ở trong nó có cái lợi, cái rãnh ở trong là rất là ngon lành. Khi đã đánh gắn vô hoàn thiện thì mình làm nhiều nhà và gắn theo hình thức của mình, nên mình nay mình cũng chia sẻ lại cho các anh em cũng như cô chú anh chị và các bạn đều biết đó. Thì mình gắn như vậy thì nó lúc nào nó cũng rất là chuẩn nha. Khi mình tô xong nè rồi mình dán gạch rồi thì mình lấy cái cự ly theo cái gạch của mình dán thì cái kính của mình nó rất là đẹp. Còn khi mà anh chị, cô chú anh chị bạn, các bạn mà gắn trước á, đang xây mà gắn luôn á, thì vô tình những anh thợ mà anh gắn vô mà nó bị hơi dinh là bị ngã là không có sửa được nha cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay là mình chia sẻ cái này, clip này, video này thì mong cô chú anh chị và các bạn hiểu và có thể thì làm theo cách của mình để cho một cái khuôn bao cửa nó hoàn thiện và nó nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Thì mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn xem mình gắn cái khuôn bao này xong rồi sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem. We'll be right back.
Sáng giờ mình đã chia sẻ cho các bạn mới vào nghề thì mình đã gắn cái khung cửa nè, thì lý do là mình không có gắn trước nha cô chú chị các bạn, gắn sau để mình lấy được cái độ chuẩn của cái gạch mình gắn trước nè, nó sẽ liền như thế này, nó rất là chuẩn luôn nha. Còn nếu mình gắn trước á là mình xây nhiều khi những cái đầu cửa nó là khung nhôm, nó rất là mềm, thì những cái đầu cửa nó sẽ ngã vô ngã ra thì nó không có chuẩn mà không có đẹp. Thì mình hôm nay mình cũng chia sẻ để mình cách để mình gắn để cho sao á cho nó đều, nó bằng mặt, nó rất là chuẩn là đẹp luôn. Đó, thì hôm nay mình gắn đây một cái nè, đây là bề trong nha, còn này là bề ngoài nè. Bề ngoài ở đây thì nó ở đây nó còn chỉ hai phân mấy nên mình không có cắt nguyên clip nha, chỉ tô hồ rồi nữa là mình sơn lên, sơn cái viền lên cho nó tạo một chút cái viền cho đẹp. Bên đây cũng vậy luôn. Cái bên đây của mình mới vừa gắn xong đó. Như hình thức đây là nó cũng như vậy luôn nha cô chú chị bạn. Khi mình đã dán gạch rồi, mình gắn cái khung cửa sau thì nó mình đặt cái thước vô đó, thì nó sẽ ăn bên đó, nó sẽ ăn ở đây, nó liền ở đây luôn, là không bao giờ bị những cái cánh cửa bị dằn á. Nhiều khi nữa người ta lắp cái cửa vô mà cái khuôn của mình nó bị dên á thì mình đóng vô là không có sát nha. Đó, thứ hai là cái tường nè, mình tô thế này nhiều khi không bằng á, mình dán gạch lấy lại bằng thì mình sẽ gắn cái khuôn này lên là nó sẽ vừa vô trong đó luôn nha. Đó. Ok rồi. Dạ, thì mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị bạn. Thì hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo nha. Rồi, ok, bye bye.